Mến chào quý anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc chỉ thiệu cho quý anh chị một lô đất nằm ở đường Tít 25, phường Thạnh Xuân, quận 12. Lô đất có chiều ngang là ngang 5m, chiều dài là 17m, hữu cư là 85m, sổ hồng riêng, được chủ mới vừa gửi cho Phúc với giá là 3,4 tỷ, thương lượng trực tiếp với chủ. Vị trí của đất chúng ta là ngay cái cột mốc đây, và qua bên cột mốc bên cái màu đỏ, cái cột mốc màu đỏ bên đây là 5m và chiều sâu vô là 17m, full thổ cư hết nha quý chị. Và đây là sổ hồng của lô đất, đường thể hiện trước đất là 7m nha quý vị. Tổng diện tích của lô đất là 85,7m, full thổ cư hết. Từ vị trí lô đất chúng ta về tới Ủy ban Nhân dân quận 12 khoảng hơn 3km chút xíu nha. Từ vị trí lô đất chúng ta theo đường chim bay ra tới sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 6km nha quý vị. Lô đất của chúng ta thì nằm trong khu dân cư rất là đông dân, và đường trước nhà chúng ta là đường hai xe ô tô né nhau, xung quanh nhà cửa rất là đông đúc. Trong phạm vi bán kính khoảng 2km chúng ta có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ Thạnh Xuân, công an phường Thạnh Xuân. Một lô đất sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, nằm trong khu dân cư đông đúc, cách 2km, cách ủy ban quận, cách chợ và trường học, rất là đẹp nha quý vị. Nếu quý vị quan tâm thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại trên màn hình để xem đất và gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá. Giá này thì chủ nó là cầu thương lượng một ít nha. Cảm ơn quý vị đã xem hết video. Quý vị nhớ đăng ký kênh để nhận được những khung giá về sản phẩm về nhà và đất ở Thạnh Xuân, Thạnh Lộc, An Phú Đông, quận 12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.